Vâng, em Minh Chiến Bình Định xin chào tất cả các bác. Sau đây em sẽ test một hai sản phẩm, đó là một con van dòng AV Pro B2. Dòng là model sản phẩm của B2 được nhập khẩu trực tiếp của công ty HM Audio, là hàng chính hãng nha các bác. Con này van rất là hay và tích hợp chip giải mã là kỹ thuật số 32 bit. Các bác có thể tích hợp lấy nhạc mạng xuống nghe khi kém qua âm ly. Các bác có thể tích hợp tận dụng nó là một con giải mã DA nghe nhạc rất là tuyệt vời, tiếng rất là trong. Và chúng ta có thể chỉnh được bass mix chép và tận dụng nó làm một equalizer luôn, là chúng ta không dùng âm, không lấy âm sắc của con này, chúng ta để ở hướng 12 giờ và chúng ta lấy nguồn nhạc từ mạng xuống qua đường optical hoặc là đường USB, đường bluetooth vân vân, hay là volume chỉnh nhạc, volume chỉnh mix, volume chỉnh đi cho. Con này thì được hãng phân phối giá là 2 triệu bao gồm những một bộ dây OBT, nghĩa là dây quang 1,5 m, dây chất lượng cao nha, và một jack kết nối xuống âm ly cho các bác, thì giá 2 triệu một con, giá đó bao ship cho các bác nha. Và con đáy này là đáy Quad Faden hàng Mỹ WX12. Con này hiện tại thì em hết hàng rồi, và chắc một tuần nữa mới có hàng 2-3 con thôi. Hôm nay giờ em test để gửi cho bác khách ở Quảng Ngãi. Tiếng con này rất là hay và trong, tiếng rất là sáng, công suất rất là lớn 3600W. Mà sau đây mời các bác nghe. Ta có thể kém mic hát karaoke như là karaoke gia đình. Thì bác nào có nhu cầu về những con van chính hãng này thì alo cho em, giá rất là chuẩn là 2 triệu một con nha, đã bao gồm phí ship cho anh em. Tất cả hàng đi sẽ được chỉnh đâu đó mượt mà để cho anh em vừa hát vừa nghe nhạc, và tất cả các rack đầy đủ các việc chỉ việc về cắm và xài thôi. Rồi mọi chi tiết mua hàng các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình.